nhập lậu iPhone 14. Mới đây, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan Vũ Quang Toàn cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tăng cường công tác giám sát trực tuyến, giám sát kiểm tra mặt hàng thiết bị điện tử viễn thông, điện thoại trên tuyến hàng không. Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với tổ công tác thuộc phòng giám sát trực tuyến triển khai thiết bị giám sát trực tuyến tại khu vực giám sát hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tổ chức giám sát trực tuyến đối với hành lý, hàng hóa trên các chuyến bay trọng điểm và truyền hình ảnh về trung tâm chỉ huy để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng cục Hải quan. Điều tra chống buôn lậu đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cử cán bộ hỗ trợ cho tổ công tác của phòng 3 trong việc đi vào ra khu vực hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, khu cách ly, kho hàng hóa thuộc địa bàn hải quan do chi cục quản lý. Hơn 100.000 xe ô tô từ nước ngoài lăn bánh về Việt Nam. Cụ thể, 15 ngày đầu tháng cả nước nhập khẩu 7.914 ô tô nguyên chiếc các loại. Tổng kim ngạch 153,6 triệu USD. Hai dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải. Trong đó, dòng xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 6.970 xe, kim ngạch 119 triệu USD. Xe tải là 505 xe, kim ngạch 17,2 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, cả nước chi hơn 2,4 tỷ USD, nhập khẩu 104.103 ô tô nguyên chiếc các loại. Với lượng nhập khẩu tăng liên tục thời gian gần đây, nhất là con số kỷ lục hơn 18.000 xe trong tháng 8, đã đưa lượng xe gần bằng với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu dệt may lần đầu cán mốc 4 tỷ USD trên tháng. Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 8 xuất khẩu dệt may đạt hơn 4 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên nhóm hàng xuất khẩu quan trọng này cán mốc 4 tỷ USD trên tháng. Như vậy, 6 tháng liên tiếp gần đây, nhóm hàng dệt may đều đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD trên tháng. Hết tháng 8, xuất khẩu hàng dệt may đạt 26,28 tỷ USD, tăng 24,3%, tương ứng tăng 5,14 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, đây là nhóm hàng đóng góp lớn thứ hai vào tăng trưởng xuất khẩu của cả nước, chỉ sau nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Về thị trường xuất khẩu, các thị trường chủ lực về dệt may của Việt Nam đều có mức tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng sáng ngày 21 tháng 9 giảm 100.000 đồng trên một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 65,75 triệu đồng trên một lượng, bán ra 66,55 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng được niêm yết ở mức mua vào 65,75 triệu đồng trên một lượng, bán ra 66,5 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 65,85 triệu đồng trên một lượng, bán ra 66,67 triệu đồng trên một lượng, không đổi so với phiên hôm qua. Giá USD hôm nay ngày 21 tháng 9. Thời điểm 8:30 tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức mua vào 23.530 đồng trên 1 USD, bán ra 23.810 đồng trên 1 USD, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Giá đồng nhân dân tệ được niêm yết ở mức mua vào 3.319 đồng trên 1 nhân dân tệ, bán ra 3.427 đồng trên 1 nhân dân tệ, giảm 3 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Giá đồng USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức mua vào 23.500 đồng trên 1 USD, bán ra 23.810 đồng trên 1 USD,
không đổi so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá đồng nhân dân tệ tại ngân hàng này được niêm yết ở mức mua vào 3.303 đồng trên 1 nhân dân tệ, bán ra 3.444 đồng trên 1 nhân dân tệ, giảm 6 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.